Ôi trông ngon đấy. Ở đây các bạn, đây là một bát mì trộn chua cay full. Đây là cái bát mì chua cay thập cẩm full topping 75.000 nha. Bát này cũng 75.000 nhưng mà nó là trộn. Còn bát này là bát nước 75.000. Nguyễn Thiêu hết hàng. Thế thôi thành ra mì chua cay MaMa chưa ăn bao giờ. Chưa bao giờ mình ăn ở đây cả. Mì chua cay thường mình sẽ ăn ở Phúc Tân và một số quán ở phố cổ. Ở đây các bạn, 10.000 một cái chân gà. Trông cũng khá là to béo. Đi cùng với chân gà sẽ có cái nước chấm. Nước chấm ăn ok phết. Kiểu quất ấy, thiên vị quất. Nó giống như kiểu cái muối ớt đỏ nhưng mà là cái vị quất. Quán này được cái view vỉa hè này, ngắm đường phố Phan Đình Phùng cũng thích. Thỉnh thoảng là đáng kêu còn có chốt, có thể ngồi đây ăn chân gà xem chốt cơ động bắt cũng hay. Trứng non 15, thịt bò 10, tim 10, bầu dục 10. Có nghĩa là cái bát mì chua cay mì với rau là 25.000. Xong ăn thêm topping gì thì là trộn thêm là tính tiền. Rồi bát trộn được cầm để mình ăn. Còn cái bát mì tim 10.000, 35.000 một bát này để quay xem là đầy đặn như nào. Ôi trông ngon đấy. Ở đây các bạn, đây là một bát mì trộn chua cay full. Sẽ đi kèm một bát nước dùng như này. Đây là bát mì tim rau mà mình gọi ra cho các bạn để các bạn xem được ví dụ. Một bát 35.000 thì nó sẽ như thế nào. Với giá 35.000 như này, một gói mì giá rau tim ở mặt phố Phan Đình Phùng mình thấy nó hợp lý. Không đắt mà cũng chẳng rẻ. Không ngồi. Hơi khô. Dần hơi quá. Hơi khô ạ? Hơi khô. Không chua hẳn lên ấy, mà nó không cay hẳn. Nhưng mà nó đúng y hệt như cái nước lẩu quấy đáy nồi mà tàn lẩu thập cẩm, lẩu tái thập cẩm. Xong rồi ăn với mì ấy, giống y bao luôn. Thực ra là để như này xong rồi mọi người có thể tự cho tùy chỉnh mức độ chua vào thì nó cũng tiện. Đúng không? Nếu mà cho chua quá thì nhiều người là không ăn được. Cũng hợp lý mà. Đây là cái bát mì chua cay thập cẩm full topping 75.000 nha. Bát này cũng 75.000 nhưng mà nó là trộn. Còn bát này là bát nước 75.000. Sẽ gồm mọc này, tràng trứng này. Tràng trứng nhiều luôn á. Tràng trứng đây. Nhiều á. Về lượng topping 75.000 thì em thấy sao? 75.000 bát này ạ? Ừ, 75.000 đấy. Nếu như mà để 75.000 thì thấy không xứng đáng lắm. Mì trộn cũng vừa tay đấy. Nó có thêm cái mùi hành phi nhiều nên là nó đậm đà cái vị hành hơn. Cá nhân mình thích cái trộn hơn. Còn cái nước thì cũng ngon, chỉ cần cho thêm chua tùy theo khẩu vị, cho thêm nhiều quất vào đạt đến độ chua mà bạn mong muốn là ok. Đây á, topping này anh đánh giá nó ở mức bình thường không? Trứng nó có chảy không? Chảy đấy, chảy đấy. Chảy à? Trứng dẻo. Ồ, trứng ngon á. Ngon á. Anh nghĩ là với mức giá này tất nhiên là có nhiều lựa chọn, nhưng mà nếu mà có dịp đi ngang qua có thể ghé thử. Hơi cao một tí nhỉ? Yeah. Bát này khoảng tầm 65 một tí thôi. Ồ, em đang nghĩ là 50 đến 65, 60.000. Anh nghĩ là mặt phố này thì phải lên là 65. Dù sao thuê ở đây cũng đắt.